không phải một cái lấy nhau xong rồi chúng ta bạo lực với nhau, chúng ta bạo hành, chúng ta đấm đá đánh đập nhau ngay. Chuyện đó không bao giờ xảy ra, mà nó đều diễn ra cả một quá trình rồi. Chào bạn, tôi An đây. Hôm nay nói một cái chủ đề mà rất muốn cười nhưng thực sự là không thể nào cười được. Nên bạn thấy là cái mặt đang rất là đơ từ lúc nãy cho đến giờ. Bởi vì cái chủ đề này á, là một chủ đề rất nóng bỏng nhưng dường như là nó ngày một gia tăng hiện nay. Đó chính là chủ đề về bạo lực gia đình. Và bạo lực gia đình đến từ đâu? Có bao giờ bạn hỏi rằng tại sao con người càng phát triển thì tỷ lệ ly hôn rồi bạo lực nó lại càng cao không? Dường như là con người càng học nhiều ấy, thì càng bị ức chế và càng bị stress. Và con người càng tập trung vào kinh tế, càng kiếm được nhiều tiền thì khủng hoảng trong gia đình lại càng nhiều. Và sự thật để tôi An trả lời luôn, nhanh và ngắn gọn này. Nguyên nhân của bạo lực gia đình nó đến từ sự bất lực. Nguyên nhân của mọi thứ bạo lực trên cuộc đời này nó đều đến từ sự bất lực. Nếu như chúng ta bất lực đến nỗi mà dùng lời nói không thể nào mà giải quyết nổi, rồi dùng ánh mắt, dùng cử chỉ nhẹ nhàng, dễ thương không thể nào mà giải quyết nổi, rồi chúng ta bị bất lực quá đến mức phải bắt đầu dùng tay, dùng chân, rồi bắt đầu đấm đá nhau các kiểu, bạo lực sẽ chỉ nảy sinh khi trong gia đình đó có đầy sự bất lực. Và sự bất lực ở đây cụ thể là như thế nào? Hay lấy ví dụ đi, bạo lực trong gia đình bao gồm có bạo lực giữa vợ chồng với nhau, bạo lực giữa bố mẹ với con cái. Và đã bao giờ bạn đánh con của mình hay chưa? Tôi An hỏi thiệt đó, đã bao giờ bạn đánh con của mình hay chưa? Và bạn nhớ lại cái lúc mà mình đánh nó đi, có phải lúc đấy là nó đang nghịch một cái trò gì đó rất là bẩn chẳng hạn, hay nó nghịch một cái điều gì đó không theo ý mình, xong mình bắt đầu nói nó nhẹ nhàng, con đừng có nghịch đấy nhá. Xong rồi nó không nghe, xong mình lại tiếp tục nói với nó, con đừng làm thế nhá. Nhưng nó lại cãi lại, mẹ biết cái gì, con đang làm cái việc của con, đừng có can thiệp vào. Sau đó thì hai mẹ con bắt đầu đấu khẩu hoài một hồi, mẹ mới bảo, mày có nghe không thì bảo, mà con không nghe thì mẹ làm gì nào. Và thế là bốp một cái, năm ngón tay về má đúng không, và bạo lực xuất hiện. Và chính người mẹ đấy lúc đó đã cảm thấy rất là bất lực rồi, đã cảm thấy rất là bế tắc rồi, tôi không biết làm thế nào nữa. Và tôi nóng lên, tôi không kiểm soát được cảm xúc thì tôi động tay và động chân. Và giữa bạo lực giữa vợ với chồng với nhau cũng y như thế thôi. Chắc là bạo lực giữa vợ và chồng thì phải nói là bạo lực phái mạnh thì sẽ thắng phái yếu. Mà trong một gia đình thường thường đàn ông là phái mạnh, nhưng cũng có những gia đình thì phụ nữ lại là phái mạnh. Thế nên là có những người chồng bị bạo hành chứ có mà. Và có những người vợ bị bạo hành. Và khi bạo hành như vậy á, nó không phải một cái lấy nhau xong rồi chúng ta bạo lực với nhau, chúng ta bạo hành, chúng ta đấm đá đánh đập nhau ngay. Chuyện đó không bao giờ xảy ra, mà nó đều diễn ra cả một quá trình rồi. Và nó là cả một chuỗi những sự kiện như vậy diễn ra. Và nó sẽ xuất phát từ một cái đỉnh điểm cao trào như tụi An đã nói là sự bất lực thì mới dẫn đến đánh nhau. Hôm vừa rồi có một bạn nhà báo gọi điện cho tụi An nói rằng là vừa có một cái vụ mà võ sư đánh vợ. Thế là với là một chuyên gia, một life coach về tình yêu hôn nhân gia đình thì chị tụi An nghĩ cái gì về điều này? Để phỏng vấn, để viết bài á. Và sau đó tụi An nói với các bạn là đôi khi á, chúng ta nhìn nhận một cái ca điển hình như là ca võ sư đánh vợ đi, và đa số phải đến 90% dư luận là sẽ đứng về phía cô vợ, là ông võ sư làm như thế là sai rồi, rồi tại sao lại có thể đánh vợ tàn nhẫn như thế, rồi tất cả mọi điều xấu xa tồi tệ là dồn hết về cho người chồng này. Tuy nhiên ở một góc nhìn là chuyên gia và khách quan á, thì tụi An nhìn nhận ra rằng không tự nhiên mà điều đó nó xảy ra. Và điều đó đương nhiên có lỗi của người chồng, là đã không kiềm chế được mình, đã dùng bạo lực, đã làm tổn hại đến người vợ của mình. Và nhưng có lỗi từ người vợ không? Chắc chắn là có. Một người bình thường mà rất là yêu thương, rất là trân trọng, rất là ngưỡng mộ chồng mình á, thì ít khi bị chồng mình bạo lực lắm. Mà chắc là cái tôi của hai người này cũng càng cao cao giống nhau. Thế nên là cãi nhau lời qua tiếng lại một hồi thì mới dẫn đến là đánh nhau thịt nát xương tan như vậy chứ. Còn không tự dưng mà ông ấy xông về mà đánh mình ngay là không có chuyện đó. Mà thậm chí là cái câu chuyện này nó được tích lũy qua hàng năm trời rồi, hàng chục năm trời rồi. Vậy, đồng ý là trách người chồng. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận lại xem là nếu như mình là người bị đánh như vậy á, thì mình đã làm những cái điều gì để mình bị đánh như thế. Đây gọi là luật nhân quả đấy. Thì mình đã gieo cái nhân gì để mình nhận được cái quả là mình bị bạo lực gia đình.
Và nếu như Tuệ An ước một điều rằng mọi người và mọi gia đình trên cuộc đời này đều tin vào nhân quả. Vì nếu như bạn tin vào nhân quả, kể cả trong tình huống bạo lực gia đình, bạn cũng sẽ biết tự nhận trách nhiệm. Bạn cũng sẽ biết tự nhận trách nhiệm để từ đó mình có thể tìm ra nguyên nhân và giải pháp tốt hơn. Còn nếu chúng ta không tin vào nhân quả, chúng ta không tin rằng cái điều này là cũng góp phần do mình gây ra, thì chúng ta sẽ luôn luôn đổ lỗi, luôn luôn phán xét, luôn luôn trách móc cái người kia. Và khi chúng ta luôn luôn làm như vậy á, thì đến bao giờ chúng ta mới có được hạnh phúc? Nếu như chúng ta luôn luôn đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Vậy trong bạo lực gia đình nó là cái quả của những cái nhân là gì? Là sự bất lực, là sự không lắng nghe, là sự không thấu hiểu, là sự quá bí bách trong cái cuộc sống hôn nhân, là cái sự quá là bị kìm hãm trong cái mối quan hệ này, là sự không kiểm soát được cảm xúc. Chúng ta hãy đào sâu hết cả nguyên nhân đó, và nếu như muốn chấm dứt bạo lực gia đình, chúng ta cần phải dạy cho mỗi một người vợ và một người chồng sự thấu hiểu nhau, sự yêu thương nhau, sự tự nhận trách nhiệm, cái lòng bao dung vị tha để có thể chứa đựng được nhau nhiều hơn. Chứ không phải là vì một tật xấu của anh, về một lời nói của anh mà tôi oán hận rồi tôi thù lâu nhớ dai đến suốt cuộc đời. Dù lúc nào tôi cũng mang một cái bộ mặt gọi là hầm hầm sát khí và toàn năng lượng xấu. Thì đến lúc đấy rồi ạ, đôi khi có những người phụ nữ bảo là em chả làm gì, em chả nói gì, nhưng tại sao ông ấy vẫn đánh em? Tại vì đôi khi chúng ta chả làm gì, đôi khi chúng ta chẳng nói gì, nhưng cái năng lượng mà chúng ta phát ra nó là cái năng lượng rất xấu. Và cái năng lượng đó, cái thái độ đó chúng ta không thể nào che đậy nổi và làm người ta rất là khó chịu. Vậy không phải là Tuệ An bênh phụ nữ hay bênh đàn ông gì đâu, nhưng mà mỗi một con người làm ơn đi, nếu như có biến cố, nếu như có khủng hoảng, nếu như có bạo lực diễn ra với bạn, thì đừng phán xét, đừng đổ lỗi ra bên ngoài, mà hãy soi lại chính bên trong của mình. Hãy nhìn lại chính bên trong bạn đã từng gieo nhân gì để mà nó ra cái kết quả đó. Và khi đó rồi hãy sửa lại từ cái gốc, hãy hoàn thiện bản thân mình, hãy nhìn lại bên trong, soi lại chính cái tâm của mình. Và từ đó bạn sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Và nếu như bạn thích những chia sẻ này, hãy ngay lập tức ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó nhấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem video mới nhất. Biết ơn bạn!